Nguyễn Phi Hoàng sinh ngày 27 tháng 3 năm 2003 tại Quảng Bình. Cầu thủ này được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phát hiện và tuyển chọn vào đội trẻ Đà Nẵng khi mới 13 tuổi. Trước khi V-League 2020 khởi tranh, Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhấc lên đội 1 từ đội trẻ. Sau một thời gian tập luyện, rèn rũa dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, đặc biệt là huấn luyện viên Võ Phước, cầu thủ người Quảng Bình đã có sự tiến bộ đáng kể trong màu áo U17 Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho mùa giải 2020, Phi Hoàng đã được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đôn lên đội 1 và trao cơ hội ra sân ở giải tập huấn do câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tổ chức hay những trận giao hữu với câu lạc bộ Huế. Tại V-League 2020, chỉ đến khi đội bóng sông Hàn chiếm vị trí an toàn trên bảng xếp hạng ở giai đoạn cuối mùa, Nguyễn Phi Hoàng mới có cơ hội được ra sân đá chính nhiều hơn. Ở trận đấu SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa thuộc vòng cuối của nhóm trụ hạng V-League 2020 mà ông Park theo dõi, Nguyễn Phi Hoàng, cầu thủ 17 tuổi, được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sử dụng trong đội hình chính. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Phi Hoàng được sử dụng trong đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng. Cầu thủ trẻ nhất V-League thi đấu gần 70 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho đàn anh Minh Tâm. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để hậu vệ người Quảng Bình lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi nhận được tư vấn từ các trợ lý về cầu thủ này. Cầu thủ này tôi đã có thông tin từ giải trước đó. Ban đầu tôi định để cho đợt sau. Nhưng mấy ngày gần đây tôi có theo dõi trận đấu giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa nên quyết định gọi. Ở trận đấu đó, cầu thủ này được ra sân đá khoảng 70 phút và sau khi chứng kiến màn trình diễn đó, tôi đã trao đổi với VFF để gọi bạn ấy lên tuyển kiểm tra khả năng. Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng được đánh giá có lối chơi già dặn, thông minh và có nhiều tố chất để phát triển trong tương lai. Đây chắc chắn sẽ là sự kế thừa xứng đáng cho đàn anh Công Nhật hay Thành Thịnh bên hành lang cánh trái Đà Nẵng những năm tới. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi triệu tập bổ sung hậu vệ mới 17 tuổi của SHB Đà Nẵng Nguyễn Phi Hoàng lên đội tuyển U22 Việt Nam, nâng tổng số cầu thủ góp mặt ở đợt này lên 34. Trước đó, Phi Hoàng cũng có tên trong danh sách U17 Việt Nam, nhưng vì SHB Đà Nẵng đang cần người tại V-League nên huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã không đồng ý cho học trò lên tập trung. Phi Hoàng là trường hợp 17 tuổi hiếm hoi mà huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào lực lượng của ông. Trước đây, phần lớn các gương mặt mà ông Park lựa chọn thường ở độ tuổi 18 trở lên. Việc Phi Hoàng được gọi lên U22 Việt Nam phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, anh có thể chơi vị trí hậu vệ trái, cầu thủ chạy cánh trái. Đây là vị trí mà không nhiều cầu thủ của Việt Nam cảm thấy quen thuộc, bởi phần lớn các câu lạc bộ tại V-League sử dụng sơ đồ 4-4-2, nên việc có một cầu thủ chạy cánh không hẳn là cần thiết, nhưng đó lại là tiêu chí bắt buộc đối với sơ đồ 3 trung vệ của ông Park Hang-seo. Thứ hai, Phi Hoàng mới 17 tuổi, huấn luyện viên Park Hang-seo đang tính đến việc tiếp nối cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Điều đó khá giống với trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Năm 2017, khi Văn Hậu mới 18 tuổi, anh đã thi đấu cho U22 và đội tuyển Việt Nam. Để rồi hiện tại, chúng ta có một hậu vệ trái trẻ trung và đầy tiềm năng. Thực ra tuyển thủ không phải bạn nào cũng có cơ hội đá vị trí sở trường ở đội tuyển. Nhưng tôi tin rằng các bạn ấy sẽ cân nhắc rằng vị trí nào sẽ phù hợp để thông qua đợt tập huấn lần này đánh giá thêm về bản thân. Tháng 12 có đợt tập trung nữa. Hy vọng từ nay đến lúc đó U22 Việt Nam sẽ có đầy đủ danh sách hơn. Phi Hoàng sẽ tỏa sáng ở màu áo đội tuyển U22 Việt Nam hay không? Đó vẫn là câu hỏi ngỏ. Nhưng với việc có tên trong danh sách tập trung, thì sự cố gắng của chàng cầu thủ quê Quảng Bình đã và đang được đền đáp xứng đáng bằng sự nỗ lực từng ngày từng giờ.